Rồi, em chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em lên cho mọi người một con Echo Kikogit 2650 nha, G nha. Con này thì phải nói là nó đúng đẹp luôn á nha mọi người. Nào, em quay sơ một vòng thì mọi người nhìn thấy thì nó cũng còn đẹp nha. Nước sơn rồi thì còn bóng lọng nè, mặt tum trước không chày nè. Sơn rồi cũng còn nguyên zin hết nha, không có bị nổ tiên nha. Cây này thì em chưa có qua sơn bóng gì hết nha mọi người. Áo đồ cũng còn nguyên zin hết luôn nha, không bể vỡ cánh nào nè. Áo bô đồ cũng còn đẹp đây, bô trắng nè, nòng sáng nè, mặt giật đồ cũng còn đẹp nha. Đó, cây này thì dùng chế hai kim nha mọi người, chế zin theo máy luôn nha, bình xăng nguyên zin luôn nha. Đây, số seri đồ cũng còn luôn nha mọi người. Đây, số seri nha, made in Japan nha mọi người. Đây, cây này thì cần thẳng nha. Tay lái riêng luôn nha, tay lái riêng theo máy luôn. Cái này thì cái công tắc lên thì mình mở để mà mình giật nổ nè, còn xong là mình tắt nha, xuống là tắt nha, lên là mở nha. Cái này thì em làm qua cái tay ga bóp này cho anh em mình dễ sử dụng nha. Cần thẳng nè, tem nó cũng còn nguyên đẹp nha mọi người. Cản cỏ riêng nha, đầu bò cũng riêng luôn nha. Đầu bò này á, thì em thay bộ chén nè với lại con ốc mới nha mọi người. Còn đầu bò thì riêng nha. Cây này á, thì giật nó rất là nhẹ, dễ nổ. Tại vì nó dùng ổ giật trợ lực á mọi người. Em test tiếng máy cho mọi người nha. Mọi người, cái này là rất thích hợp cho những chị phụ nữ nè sử dụng. Giật rất là nhẹ, cắt rất là mạnh nữa, mà lợi xăng nữa, khỏe nữa. Đó, máy đẹp nha. Rồi, anh em nào quan tâm cây này á thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại để gặp trực tiếp em để biết giá nha, hoặc là có thể kết bạn Zalo, Facebook của em để theo dõi hoặc là nhắn tin để biết thêm chi tiết về máy hơn nha mọi người. Rồi, em cảm ơn mọi người xem hết video nha. Em chào mọi người nha.